Tổng cục trưởng quản lý thị trường lên tiếng vụ đổ 500.000 xăng, hút ra chỉ 9,5 lít. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường chiều ngày 11 tháng 7 lên tiếng về vụ việc xảy ra tại Bắc Giang khi người dân đổ 500.000 xăng, hút ra chỉ 9,5 lít. Trả lời phóng viên chiều ngày 11 tháng 7, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Vietnamnet, Tổng cục quản lý thị trường đã cho kiểm tra và xác minh. Sau khi có phản ánh này, đội quản lý thị trường số 5, Cục quản lý thị trường Bắc Giang đã có mặt tại cây xăng. Lực lượng quản lý thị trường đã 3 lần đo cột bơm, kết quả cho thấy 3 cột bơm đều đang hoạt động chính xác, không có dấu hiệu gian lận từ các cột bơm, ông Trần Hữu Linh cho biết. Ngoài ra, theo đại diện Tổng cục quản lý thị trường, sau khi bơm xăng xe của khách hàng đã rời khỏi trạm xăng, sau đó mới quay lại phản ánh nên lực lượng quản lý thị trường chưa thể xác định đây là hành vi vi phạm bắt quả tang. Nếu phát hiện bắt quả tang ngay tại trạm xăng thì lực lượng quản lý thị trường mới có cơ sở để xác định hành vi của cây xăng này, nhờ các đơn vị khác phải truy xét xem hành vi đổ xăng tuyến này là ở khâu nào, do nhân viên hay ở khâu nào, đại diện Tổng cục quản lý thị trường cho hay. Trước đó, vào chiều mùng 1 tháng 7, anh Hoàng Văn Vương đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Hải Động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hải và nảy sinh nghi vấn gian lận. Cụ thể, thời điểm trên, anh Vương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98A44420 vào cửa hàng xăng dầu nêu trên đổ 500.000 đồng. Tuy nhiên, khi rời cây xăng được một đoạn thì anh Vương phát hiện kim xăng của xe không lên. Nghi vấn có dấu hiệu gian lận, chủ xe liên hệ công an và quản lý thị trường để ghi nhận sự việc. Quá trình xác minh sự việc, đội quản lý thị trường số 5, Cục quản lý thị trường Bắc Giang xác định bên mua và bên bán thống nhất đồng ý kiểm tra cột đo xăng số 4 bằng bình chuẩn đối chứng, bình đo loại 5 lít qua 3 lần đo thử kết quả đều đúng, không có sai số. Hai bên tiếp tục đề nghị kiểm tra xăng trong bình xăng xe ô tô biển kiểm soát 98A44420, xe ô tô mua xăng tại cửa hàng. Kết quả kiểm tra trong bình có 9,5 lít. Theo thông báo của đội quản lý thị trường số 5 gửi anh Vương, với kết quả như trên, đại diện bên bán xăng là ông Phạm Quang Hát cũng đã tự nhận trách nhiệm và xin lỗi bên mua xăng là ông Hoàng Văn Vương và xin được trả lại 500.000 đồng tiền mua xăng và chi phí tháo hút xăng. Tuy nhiên, anh Vương không đồng ý. Đội quản lý thị trường số 5 cho rằng không có đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hải. Sau khi Vietnamnet phản ánh việc người dân đổ xăng 500.000 nhưng khi hút ra chỉ có 9,5 lít, công an huyện Lục Ngạn đã mời chủ xe lên cung cấp thông tin. Công an huyện gọi điện thoại mời hai anh em tôi lên trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc kéo dài từ 14 đến 17 giờ mới kết thúc. Nội dung làm việc chủ yếu tập trung vào mô tả lại diễn biến sự việc, làm rõ quá trình xe rời khỏi cây xăng và các trao đổi giữa tôi và chủ cửa hàng xăng dầu trước đó, anh Đăng nói. Theo anh Đăng, bản thân anh và em họ muốn câu chuyện được sáng tỏ để sẽ không còn những khách hàng khác gặp phải tình trạng tương tự.